Đây, mình sẽ bật mí tất cả các bạn nhé. Tê. Đây, các bạn có thể thấy là một món ăn cực kỳ ngon ạ. Và khẳng định luôn, người phát minh luôn ạ. Và chắc chắn là cái này mình được ăn thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra nhé. Và để cho các bạn hình người lại nhé. Đây. Mình sẽ cho cái này không biết để được ăn các bạn ạ. Rồi nhá, này, meo này, meo này. Không được chạm này, chạm cho mình biết luôn này. 1, 2, 3. Rồi, người. Cho người lại thôi. Ủa? Rồi. Em chưa ngửi thấy mùi gì luôn. Cô vừa phải. Thiệt. Đây, rồi. Quý đơn lá này. Chả thấy mùi gì đúng không? Thiệt. Chuẩn chưa? Nó không thấy mùi gì đúng không? Không mùi gì hết anh ơi. Không, chả thấy mùi gì hết. Rồi, chú chắc chắn sẽ biết này, vì chú này. Thế là nó không có mùi gì cả. Rồi, thì thế nào? Không có mùi gì hết. Không có mùi gì á? Không sợ cái mùi. Quát, không. Sao? Em thấy giống như lúc này. Giống như lúc này à? Rồi, cái đó thì anh cũng biết. Bây giờ thì sẽ là cho chứ là về ấy của luật lệ. Cho nên chứ mà để cho các em ngửi đến cái rá cái mùi thì chẳng khác gì bắt anh ăn á. Rồi, bây giờ thì mời Mèo hãy trả lời câu trả lời của mình. Món là món gì? Tỏi. Mèo mở mắt anh nhìn à? Không có. Rồi, em mình ngửi thấy mùi rất mạnh. Quý đơn lá. Cô chả nghe thấy mùi gì. Đoạn mưa đi ạ. Mèo nó đoạn đấy. Ớt không? Ớt không? Mùi tỏi. Cái nhánh cây của cây ớt. Nhánh cái ớt vô lý vừa. Lý gió nào mà là cái ớt? Tại vì nhà em trồng ớt ấy, cho nên là giống cái cây ớt. Rồi, cái cây ớt cho mà là trái ớt. Đoạn lại nào vậy? Chốt câu trả lời nào? Là cái nhánh trên cái trái ớt. Không! Cái cuống ớt hả chị? Ờ, nó là cái cuống ớt. À. Cái mùi của cuống ớt. Rồi, đây rồi. Tỏi này của ớt này con có... thêm nước mắm nữa là đủ, nước mắm và ớt. Bí chú sẽ là gì ạ? Nước mắm thì đó là ớt luôn nhưng mà cái đầu cũng như ớt. Rồi, ok, và chúc mừng Mèo là người một trong những người lệch lạc nhất trong cái thế giới này. Và mình lại và đây là một đất các bạn nhé. Ớt hả? Rồi, sao? Và bây giờ thì chả vấn đề đó, mình phải ăn và Mèo phải ăn ạ. Đấy, một người một nửa quả này. Nửa quả. Đấy, cho em một nửa quả đấy. Đây, cầm. Ăn đi nhé, rồi mình ăn. Sao mà to vậy? Rồi mình ăn này. Ăn được quả ăn. Thì tí thôi, ai ăn được ăn được, ăn ít thôi. Đừng này nha. Quẩn ra. Ăn được. À cái ấy. Rồi, có gọi là đâu. Đây đây. Sao đã ăn kêu ngọt nè. Ngọt chi, mật này.